Hôm nay Lina xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món ăn nữa, đó là món thịt bò xào Mông Cổ hay còn gọi là Mongolian beef. Nếu anh chị em và bạn nào thích món ăn này thì xin mời cùng vào bếp để làm. Nguyên liệu cho món bò xào Mông Cổ. Đây là 1 kg thịt bò. Bò này mình cũng đã cắt ra thành từng miếng như thế này, không có mỏng quá mà cũng không có dày quá. 1 vắt bún tàu, 1 củ hành tây, 1 bó hành lá, hành tím băm, tỏi băm, đây là ớt khô. Nếu mà các bạn thích ăn cay thì mình cho nhiều hơn. Thịt bò mình sang qua một cái thau lớn hơn để một chút nữa mình ướp. Hành tây mình cũng cắt ra luôn. Mình ướp sơ cái phần thịt bò. Thịt bò này mình không cần phải ướp nhiều tại vì một chút nữa mình có thêm một cái phần sốt nữa, cho nên mình chỉ ướp sơ sơ thôi. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê bột tỏi. 1 muỗng cà phê dầu mè. 1/2 muỗng cà phê bột niêm gà. 1 muỗng canh rượu nấu ăn để cho thịt bò nó thơm hơn. Trộn đều thịt bò cho thấm gia vị. Mình sẽ để thịt bò ở đây 15 phút cho thịt bò ngấm gia vị. Trong thời gian chờ đợi cái thịt bò ngấm gia vị thì mình pha cái phần sốt. Hai muỗng canh tương ăn phở. Đây là tương ăn phở nè các bạn. Hai muỗng canh nước tương. Một phần hai muỗng canh dầu hào. Một muỗng canh đường nâu. Một phần hai muỗng cà phê tiêu. Một muỗng canh dầu mè. Một muỗng cà phê bột nêm gà. Một muỗng cà phê bột ớt Hàn Quốc. Ba muỗng canh nước. Mình khuấy đều và nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với gia đình. Mình thêm 1 muỗng tương ăn phở nữa. Sau khi để cho thịt thấm gia vị rồi thì mình lấy thịt ra và trộn đều. Thêm vào đây là 1/2 cup bột bắp. Trộn đều để cho thịt bò áo cái lớp bột bắp bên ngoài. Bắc chảo dầu lên bếp chờ cho nóng. Mình sẽ chiên cái phần bún tàu trước.
Và bây giờ mình vớt ra. Cho vào trong dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào chiên. Mình chiên sơ cái phần thịt bò này trong vòng 1 phút thôi. Rồi khi thịt bò nó đã hơi có cái màu còn vàng như vậy rồi mình lấy ra nè. Mình sẽ đổ ra tô và để lại khoảng 2 muỗng canh dầu ăn ở trong chảo. Mình cho hành tím băm. Tỏi băm. Hành tây. Và đầu hành lá. Nếu các bạn thích ăn hành tây giòn thì mình xào nhanh thôi, mình xào chừng 15 giây là mình sẽ cho thịt bò vào. Còn nếu mà các bạn muốn ăn mềm hơn thì mình xào lâu hơn một chút. Xào được 15 giây mình cho thịt bò vào. Một chén sốt. Và đây là ớt khô. Đúng ra là cái lúc mình xào hành tây đó mình sẽ cho ớt khô vào xào luôn, nhưng mà vì nhà Lina có em bé cho nên không có dám cho ớt khô vào trước, tại vì mình xào lâu quá thì cái ớt khô nó sẽ ra cái chất cay rất là nhiều, cho nên bây giờ mình mới cho vào. Các bạn đảo từ 1 đến 2 phút thì mình cho hành lá vào. Đảo sơ khoảng 10 giây nữa, rất là một ít tiêu. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Vậy là món bò xào mông cổ xong rồi các bạn ơi. Thơm quá. Lina vừa làm xong món thịt bò xào mông cổ. Thịt rất là mềm, không có bị khô cứng, rất là ngon. Món này mình dùng để ăn chung với cơm. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem. Nếu anh chị em và các bạn thích thì bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Lina. Lina cảm ơn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.